Mùng 2 đỏ rực nha anh em ơi. À, sáng mùng 2 lên cho anh em bộ gấp sên giá lộc Tết nha anh em. Bộ này bình thường là mình bán 2.6 triệu nha. Nay mùng 2 mình bán cho anh em giá là 2.111.000 nha anh em. Tình trạng là gấp, cạc te, sơn zin 100%, tháo xe kho nội địa Nhật về nha. Đó, không bắn tút, không gì hết nha anh em. Không một lũng nha. Thì này là nó cái dấu này là lúc người ta gắn cái chống ngang, người ta gạt lên gạt xuống là nó kiểu như nó bị bay sơn thôi. Nhưng mà ở đây mình không có dặm không gì hết nha. Đó, mình để nguyên mãn như hết. Còn đa số là những người ta về người ta có dặm lại á. Hôm nay là mình nguyên mãn nha. Gấp sơn zin 100% hết, tem zin. Rồi. Giá thì mình bán cho anh em là bộ này là 2.1 triệu, 111.000 nha. Đó, zin rất là đẹp. Sơn zin 100% nha. Bao thầy thợ, bao đủ thứ nha anh em. Rồi, 2.1 triệu, 111.000. 21111